Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ trước tiên cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cài cho thêm ít phút thời gian. Dạ kính đảnh lễ Chư Tăng, kính mến chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề cho buổi học ngày hôm nay, ngày thứ sáu 29 Tây tháng 1 năm 2021. Kính sám hối lại hội chúng đó là do là soạn bài không có đúng cái câu pháp cú, vì khi mà lên trên Facebook vào cái trang Vườn Hoa Chánh Pháp để mà theo dõi ngày buổi giảng vừa rồi là câu thứ mấy đó, thì mình tình đạt thấy là câu số 378. Thì đáng lý ra là phải soạn cái câu kế tiếp là 379, nhưng do vì tập trung cái số câu mà khi mình thấy ở trên trên cái trang Facebook ấy, thì nó lại ám in vào đầu, cho nên khi mà soạn bài thì lọ mọ đi tìm cái câu 378 để mà tìm hiểu. Cho nên khi mà vào trong diễn đàn á thì nghe quý vị ôn bài 378, ôi cha, mới chực nhớ lại là không có đúng. Cho nên cũng xin quý vị khoan nghỉ cho ít phút để mà chuẩn bị nhanh cái câu kế tiếp là 379. Dạ thôi thì chúng ta đi vào cái buổi học ngày hôm nay. Kính thỉnh Chư Tăng và quý vị chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ một cách tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhayami sokkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi Suppatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami. Dạ Nam Mô Buddhaya. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, chúng ta hôm nay trên diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề, chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 379. Dạ 379 chứ không phải 378. Tình Đạt cũng bị cái trường hợp này cũng như là cũng hai lần rồi. Khi mình xem cái câu đó cái nó cứ lãng vãng ở trong đầu, cho nên mình cứ soạn bài theo cái câu mà mình đang tìm. Và số câu Pháp Cú 379 trên 423 câu có nội dung như sau. Atana chodayatanang batimase atamatana soata goto satima sukhang piku vihahisi. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỷ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc. Bản dịch của ngài Hòa thượng Minh Châu, như cũng như là bản dịch văn xuôi, hãy tự mình quở trách chính mình, hãy tự mình dò xét chính mình. Này Khương, chính ngươi đây hộ trì bản thân, có niệm sẽ sống an lạc. Bản dịch văn xuôi của ngài Inna Chanda Chánh Thân. Và trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 379 này. Và câu đầu tiên là Atana Chodayatanang, hãy tự mình quở trách chính mình. Chữ Atana chính mình, chia theo sử dụng cách là bởi chính mình á.
Cái từ Atta ở đây đôi khi chúng ta một số trường hợp chúng ta sẽ hiểu đó là tự ngã, chính mình hay là tự ngã. Anatta, Anatta ở trong bài kinh đó là vô ngã. Và chữ Atta ở đây ở trong cái trường hợp này thì chỉ đơn thuần đó là tự mình hay là chính mình. Chodayatta năng, Chodayatta năng. Kết hợp bởi hai từ Chodaya và Atta năng. Chodaya là cái động từ bắt đầu bắt nguồn từ cái động từ Chudati, hãy quở trách, hãy quở trách. Atta năng là bản thân mình. Atta năng, chúng ta thấy một cái từ Atta thôi nhưng mà chia ở hai cái thể từ loại khác nhau, hai cái thể từ loại khác nhau. Từ Attana là sử dụng cách và Attanang là đối cách. Cho nên trong Pali mình gọi là phức tạp hơn, nhưng mà chính vì cái phức tạp đó nó có độ chính xác cao hơn ở những ngôn ngữ như chúng ta thường dùng. Cho nên cái ngôn ngữ Pali được xem là ngôn ngữ trí tuệ. Khi mà mình đọc có nhiều cái cần phải dùng kiến thức và suy nghĩ để mà cho ra được cái nghĩa, chứ không phải là mình đọc có chữ nào mình đọc chữ đó và mình hiểu luôn chữ đó, giống như là ngôn ngữ tiếng Việt hay là ngôn ngữ tiếng Anh. Câu thứ hai, Patimase Attamattana. Patimase Attamattana, hãy tự mình dò xét chính mình. Patimase, tiếp tục ngữ pati cộng với lại động từ mansati là nên dò xét. Patimase, nên dò xét. Atta, atta, atta năng, atta matta năng là atta năng, atta na. Attang, Attana, bởi hai từ Attang, Attana. Là Attang đó là bản thân mình, còn Attana là bởi mình, bởi bản thân, bởi chính mình, tự mình. Tự mình hãy dò xét chính mình. Câu kế tiếp đó là So Atta Gutto Satima. So Atta Gutto Satima. So ở đây ám chỉ cho cái vị ấy. Cái vị ấy là cái vị mà tự mình dò xét, tự mình quở trách á, nha. Chỉ chô đây giá hồi nãy, tự mình quở trách, tự mình dò xét. Chỉ xô đây là cái đại từ ám chỉ cho cái vị mà tự mình quở trách hay tự mình dò xét. Atta-gutto, Atta-gutto, Atta là bản thân, chữ gutta ở đây là được hộ trì hay là được phòng hộ đó. Chữ gutta, chữ guppati cộng với quá khứ phân từ tá. Chữ gutto đây là đã được hộ trì hoặc là được phòng hộ. Satima, Satima là từ cái từ danh từ sati là niệm, cộng với mantu là người có niệm. Sati mantu ở chia theo chủ cách là sati ma có niệm, người có niệm. Sukhang,
là trạng từ chỉ có chỉ cho cái sự hạnh phúc, một cách hạnh phúc. À, chúng ta đi câu thứ tư là sukhang bhikkhu viha hisi. Sukhang bhikkhu viha hisi. Sukhang bhikkhu viha hisi. Chữ sukhang đây là trạng từ một cách hạnh phúc. Bhikkhu ở đây có nghĩa là vị tỳ kheo chia ở thể hô cách này tỳ kheo. Hô cách là để xưng hô. Này tỳ kheo. Quý hà hí xí, hí hoa hí xí là động từ có nghĩa là sống. Sống. Quý hai gì nghĩa là sống. Như vậy là chúng ta đã đi qua sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 379 này. Một lần nữa câu kệ ngôn Pháp Cú số 379. Atana chorayatanang batimase atamatana so ataguto satima sukhang bhikkhu vihahisi. Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỷ kheo tự phòng hộ, chánh niệm chú an lạc. Hoặc là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức: con ơi, hãy cứ thật tình, tự tri tự kiểm xét mình mới hay, canh phòng giác tỉnh đêm ngày, chánh niệm được lạc, có ngay chẳng cầu. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, kính thưa đại chúng, thì ngày hôm nay chúng ta học câu kệ ngôn số 379. Câu kệ ngôn số 379. Câu kệ ngôn này nói về một cái duyên sự liên quan đến Ngài Trưởng Lão Nankala Kuta. Nankala Kuta có nghĩa là cái người trong cái dòng dõi, không phải cái người nông dân cày ruộng á, dạ, người nông dân cày ruộng. Chữ nâng cá lá là cái cài cái bừa đó thì, dạ. Đây có thể là cái vị này được đặt tên theo cái công việc của mình không phải ở miền nào, nhưng mà ở riêng miền Tây á, thì có những cái trường hợp, tức là người trong xóm làng đó, người ta sẽ gọi theo cái biệt danh thay vì trong giấy tờ, thì một cái tên rất là hay ho. Nhưng mà khi mà sống ở trong xóm làng đó, thì coi như là anh đó thứ hai kêu anh hai, kêu riết thành kêu anh hai, mặc dù anh đó không phải tên hai. Hoặc là anh bán sinh sống bằng một cái nghề nào đó, thì người ta sẽ gọi cái người đó theo biệt danh. Thì ở đây cái trường hợp này, cái ngài trưởng lão này cũng không biết là tên gì, nhưng mà khi xuất gia và trở thành một cái vị A-la-hán, và cái cuộc đời của Ngài gắn liền, cái tích truyện của Ngài gắn liền với lại một cái điều đáng để mà tán dương đó. Thì cuộc đời của Ngài xuất thân từ một cái người nông dân cày ruộng, cho nên cái câu chuyện này được đặt tên đó là Nankala Kuta, là câu chuyện của cái vị trưởng lão Nankala Kuta. Thưa quý vị, rằng tích truyện của Ngài trưởng lão Nankala Kuta gồm có hai câu kệ ngôn số 379 và 380. Hai câu kệ ngôn này được Đức Phật Ngài nói lên khi Ngài tự ngự tại
Chitawana Triều Kỳ Viên. Câu chuyện này không biết quý vị có thời gian chúng ta đọc qua một hai lần đi chưa, nhưng mà khi mà chúng ta tịnh lạc đọc cái câu chuyện này thì phải nói là rất là thích. Thứ nhất đó là một cái kinh nghiệm về tu tập, thứ hai đó là một cái điều rất là hoan hỷ. Cái vị này xuất thân là một cái người cày ruộng, và quý vị biết đó là từ nhỏ cho đến lớn, xuất thân từ một nghề cày ruộng thì cái gì sẽ là cái quen thuộc nhất của người đó? Sáng mở mắt ra là phải nói là nhớ đến mảnh ruộng cây cày, đến tối về cũng lo chùi rửa cất cây cày cây bừa. Phải nói là một cái món đồ đã đi theo cuộc đời của ngài trưởng lão này từ rất là lâu, và nói là một cái món đồ nằm mơ cũng thấy nữa. Thì ở đây chúng ta có thấy là bất kỳ ai sống ở trong cái cuộc đời này đó, bất kỳ ai cũng có một thứ để mình nhớ, một thứ để mà mình quan tâm, một thứ để mà mình đôi khi nó là một cái thứ rất là quen thuộc. Thí dụ như là cái người mà nhờ đầu bếp đó thì lửa nè, dao thớt nè, mắm muối nè, rồi cái người thợ may á thì là kim chỉ nè, rồi cái người thợ điện đó là kìm, rồi băng keo, cái người mà thợ làm đường á thì nào đá, gạch, sỏi, vân vân. Thì những cái thứ đó không có nghĩ nó cũng xuất hiện ở trong đầu mình nữa. Nhưng mà đặt một cái điều đó là sao? Ở trong cái tích truyện này, một cái điều Tịnh Đạt thấy rất là thích đó là từ những cái vật bình thường mà đôi khi nhiều người cho rằng không có giá trị, và những cái thứ quen thuộc mà nhiều người cho rằng không có đáng để nhớ, ngài trưởng lão đã dùng những cái bình thường đó, cái không đáng để nhớ đó để mà rèn luyện, để mà tự nhắc mình. Phải nói là một cái điều rất rất là đáng lưu ý ở trong cái tích truyện này. Thì khi mà được một cái vị tỳ kheo giới thiệu về cái đời sống xuất gia, đời sống sa môn, thì cái người nông dân này chấp nhận và đi đến chùa để mà xin được xuất gia, sống cái đời sống phạm hạnh. Khi mà xuất gia đó thì cũng còn chắc còn là tiếc cái những cái món đồ mà đã gắn bó với mình rất là nhiều năm, cho nên không có nỡ để mà bỏ đi, mới đem ra một cái nơi, ở trong đây thì gọi là gốc cây, một cái nơi để mà cất giữ. Thì cũng có thể đó là cái món đồ đó nó không còn là quan trọng, nó không còn là một cái gì quý hiếm, cho nên cũng có mất đi. Thì khi cha tu tập á, thì ngài trưởng lão ngài rất là tốt. Nhưng mà biết thì cái tu nó có nhiều cái thử thách. Mình nói là khó khăn thì thực nói là khó khăn để mà mình trùng bước á, thì mình hãy đổi nói là những thử thách. Bởi vì những thử thách nó rèn luyện, những người nào mà không qua thử thách thì không có thể lớn lên. Ngay cả cái cuộc tu này cũng vậy, chúng ta ngồi thiền, chúng ta làm phước, chúng ta làm những công đức đều có thử thách hết. Thử thách đó là gì? Thử thách đó là cái phiền não nó cản trở chúng ta. Ví dụ chúng ta muốn ngồi thiền, cái thử thách đó là chúng ta không có thể ngồi lâu, chúng ta bận sắp xếp công việc, chúng ta vì một lý do nào đó mà chúng ta dời khoảng cái ngày hành thiền, cái giờ hành thiền, hay là làm những công đức đó, thử thách đó là cái sự tiếc của, hay là cái sự dò xét về cái đối tượng thí, vân vân. Thì thay vì
thay vì là những cái khó khăn của cái người người làm công đức hay là cái người tu đó, thì chúng ta hãy nói đó là những thử thách. Và cái ngài trưởng lão đó, cái ngài trưởng lão Nangalakuta đó gặp nhiều cái thử thách, và những cái lúc như vậy đó ngài cũng không biết làm sao để mà để vượt qua cái thử thách đó, thì cũng vô tình thôi, ngài chịu hết nổi rồi, mới đầu có những cái ý định đó là mình không có tiếp tục cái cuộc tu này nữa, mình không có tiếp tục cuộc tu này nữa, bởi vì mặc cái y phục của một vị sa môn mà tâm tư lại sống với một cái tư tưởng suy nghĩ phiền não như là một người cư sĩ hưởng thụ về ngũ dục, thì như vậy nó không có xứng đáng. Cho nên nhiều lần không vượt qua thử thách, cho nên ngài trưởng lão mới quyết định đó là trở về làm nông dân. Nhưng mà khi đến cái chỗ mình cất cái cài cái bừa đó thì lại đổi ý. Thì có nhiều lần như vậy đó, cứ thấy là tâm mình nó không còn mến đạo, không còn tinh tấn tu hành nữa, thì lại tìm đến cái gốc cây đó, có cái cài cái bừa của mình đó, thì lại tự động viên mình. Ở đây trong bài kệ Đức Phật ngày dùng cái từ là tự quở trách, tự chỉ trích, nhưng mà thật ra đây là những cái lời động viên. Chúng ta sống đối diện với những cái thử thách đó. Nói chung là cái cuộc sống bây giờ nó rất là ngắn ngủi và nó gặp rất là nhiều cái khó khăn, cho nên sống làm sao để mà có được cái sự suy nghĩ tích cực đó, nó rất là quan trọng. Ngay cả các em học sinh cũng vậy, các em bây giờ học rất là nhiều và cái thời gian vui chơi giải trí nó cũng hạn hẹp, và làm sao mà cho các em có được niềm vui khi mà đi học, nó quan trọng hơn là ép các em học càng nhiều, học nhồi nhét càng nhiều. Cái động lực để mà niềm vui của cái việc học nó quan trọng hơn. Giống như là chúng ta nhìn đâu cũng thấy khổ hết đó, nhìn đâu cũng thấy khó hết. Ngay cả mà cái việc mà giống như Tịnh Đạt có chia sẻ đó, ngay cả cái việc mà chúng ta ở nhà lầu xe hơi có những cái tiện nghi, phải nói là đầy đủ tiện nghi để mà phục vụ cho cái thân này đó, thì nó cũng là khổ, nó tiềm ẩn một cái khổ. Thì như vậy á, cái suy nghĩ, cái tư tưởng làm sao mà mình chấp nhận cái khổ đó, mình có một cái suy nghĩ không có làm cho mình buồn thêm, chán nản thêm, thì đó là những cái suy nghĩ tích cực. Giống như là thật sự ở đây thì ngài trưởng lão ngài đi đến gốc cây đó là dùng cái cách là tự quở trách, tự chỉ trích, tức là tại sao mình mặc cái y này, tại sao mình cạo đầu, mình đi ăn đi bát khất thực, sống nương nhờ vô cái người cúng dường, nhưng mà tại sao mình có những cái tâm vu vơ, những cái tâm phiền não ham dục như vậy, thật là không xứng đáng, vân vân. Thì Tịnh Đạt gọi đó là cái sự tự khuyến khích, tự sắp tấn, tự làm cho mình có niềm vui ở trong cái cuộc tu. Và sau những lần thành công như vậy đó, thì ngài trưởng lão đã hạ quyết tâm để mà tu thành một cái vị thánh nhân A-la-hán. Và khi mà không còn cái phiền não, không còn bởi cái sự thử thách nữa đó, thì ngài cũng không cần phải đi đến những cái gốc cây đó. Thì trước đó thì các vị tỳ kheo thấy cái hành động lạ như vậy có hỏi, thì ngài trưởng lão ngài nói là tôi đi tìm sư phụ, tôi đi tìm sư phụ của tôi, tìm thầy của tôi. Và sau này không thấy nữa thì mới trêu chọc là tại sao lúc trước đi bây giờ không đi nữa, sư phụ không linh hay là cái con đường đi không còn nhớ nữa hay sao, vân vân. Thì lúc đó thì Đức Phật ngài biết câu chuyện đó, ngài mới gọi các vị tỳ kheo lại và ngài xác nhận cái
con Như Lai không còn cái phiền não nữa. Yeah. Thì thưa quý vị rằng cái câu chuyện này á, thứ nhất nó sẽ gợi cho chúng ta một cái điều rất là quan trọng cho cái cuộc tu. Bởi vì đa phần những người mà không có nhiều thời gian đến đến chùa đó, và những người đi chùa đó, thường sẽ có một cái suy nghĩ đó là đến chùa mới là tu, hoặc là ăn chay mới là tu, niệm Phật rồi đi đến hành thiền, đi đến trường thiền mới là tu. Thì qua cái bài học này chúng ta sẽ rút ra được một cái điều gì? Tức là những cái điều mà quen thuộc hàng ngày chúng ta cầm nắm nhìn thấy, hàng ngày chúng ta phải đối mặt với nó, hàng ngày chúng ta phải sử dụng nó, giống như Tịnh Đạt vừa kể cho quý vị nghe đó, có những cái công việc nó liên quan đến những cái dụng cụ khác nhau. Thì làm sao mà chúng ta thấy được cái tu hành ở trong đó, thì phải nói là một cái người rất rất là tiến bộ trong Phật pháp. Cái điều này nó quan trọng lắm. Thí dụ như cái người lao công đi, lao công thì phải đối mặt với cái gì? Phải mặt đối mặt với cái dơ, và cái dụng cụ quen thuộc đó là cái nùi dẻ hoặc là cái cây lao. Thì cái việc mà dơ hay là cái nùi dẻ đó, chúng ta sẽ thấy là cái pháp tu trên đó là cái gì. Yeah. Ở đây nó chỉ không, nó không ngoài cái chữ vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà làm sao mà chúng ta thấy được những cái điều rất là bình thường ở trong cái cuộc đời này đó, trong cái cuộc sống đó, thì lúc đó chúng ta mới thấy là pháp nó hiện hữu mọi nơi, chứ không thể là thấy là vô thường ở trong kinh điển, vô thường ở trong bài giảng của ông sư. Yeah. Thì cái việc mà nước trong sau khi giặt những cái khăn lau bụi nó dơ, nó đổi màu, hoặc là những cái mà nó ẩm thấp, nó có mùi hôi, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự biến đổi nó nhanh. Cái sự mà biến đổi từ sạch sang dơ, từ trong sang đục, cũng là một cái pháp tu. Thấy cái sự biến đổi, thay đổi một cách nhanh lẹ. Thì làm sao mà mỗi người chúng ta đều có một cái quen thuộc. Ví dụ là những người làm văn phòng thì sao? Đối diện với lại cái máy tính. Cái máy tính. Có những lúc cái máy tính nó nghe lời lắm. Chúng ta cũng là nghe lời. Làm sao kiểu nào nó cũng chạy hết á. Có những lúc á thì những cái lúc cần thiết gấp gáp thì mở nguồn không lên, đánh chữ thì bị lỗi phông, gõ phím thì nó cứ lúc ăn lúc không. Thì cái người mà không đi chùa, không có khéo léo thì coi như là rất là bực. Còn cái người mà đã biết được cái nguyên nhân sâu xa của nó, không phải là cái mạch điện nó chạm, không phải là cái máy không sạc pin, mà cái nguyên nhân sâu xa của nó là nó có và nó hư, mình chấp nhận cái hư của nó rồi mình sửa, thì người đó không có cáo vọ cạo vạo vọ, và nó là như vậy đó, nó là như vậy. Còn liên quan tới cái tích truyện của câu kệ ngôn này đó, có một cái điều nó cũng rất là hay, đó là cái việc mà xuất gia vào trong giáo pháp, trở thành một vị sa môn đó, quý vị thấy nó không phải nói là không phải là một cái điều dễ dàng. Không phải dễ, tức là nó không có nghĩa là nó quá khó, nó vẫn có thể làm được. Nhưng mà ở một cái quan điểm, không biết bây giờ còn hay không, nhưng mà cái quan điểm mà thời của lúc mà Tịnh Đạt đi đi tu hồi nhỏ đó, thì cái quan điểm trong 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 bà con làng xóm, trong quyến thuộc đó là còn nhỏ biết gì mà tu, lớn lên có gia đình có con rồi biết khổ
biết cái đớn đau cuộc đời, lúc đó đi tu mới thành đạo. Thì cái quan điểm đó thật sự ra họ họ muốn níu chân mình, họ dùng cái lý lẽ đó, nhưng mà thật sự ra quý vị sẽ thấy một điều, đó là cái khó của cái việc mà lớn tuổi đi tu đó, như trong trường hợp của ngài Nangala Kutan, cái việc mà cài bừa quen rồi, cái việc mà không có quen với cái giờ giấc, với hình thức vị môn, cái thối hư, những cái tập quen thuộc ở trong ở ngoài xã hội đó, khi mà lớn lên học hành làm sự nghiệp và giao thiệp bạn bè, thì những cái tật, những cái thói quen đó nó sẽ cản trở cho một cái đời sống xuất gia. Nó cản trở, hay là nói khác hơn, giống như hồi nãy, đó là một cái thử thách rất là lớn để mà bước qua. Thì ngài Nangala, ngài đã làm được, thì một số vị lớn tuổi đó chúng ta cũng sẽ làm được giống như ngài. Nhưng mà đó, ở đây muốn nói một điều, đó là cái việc lớn tuổi xuất gia đó, lớn tuổi hay là nhỏ tuổi xuất gia là một vị sa môn, nhìn quý vị đi chùa, quý vị nhìn một quý vị sư, nó rất là sao ta, rất là thanh tịnh, nó rất là khỏe khoắn, nó rất là thông dong. Quý vị thấy là ở ngoài nó bề bộn, nó sôi bồn rồi vào chùa nó yên tĩnh, nhưng mà thật ra đó, vị nào đã từng đi tu, dù là gieo duyên 5 ngày 10 ngày, đã từng mặc chiếc y, quý vị sẽ hiểu được cái cảm giác. Cái người xuất gia nó không hề dễ dàng ở chỗ đó là thanh tịnh nhẹ nhàng đâu, mà cái người xuất gia nó, thứ nhất là có những cái thử thách rất là cam go. Cái thứ hai là cần phải học hỏi về từ cái oai nghi đi đứng nằm ngồi, từ cái tư tưởng suy nghĩ, từ cái ăn cái nói, từ cái cử chỉ, từ cái cách ngồi thiền, từ cái cách sống chung trong hội chúng, từ cái cách đi ngủ, vân vân. Tất cả đều phải được rèn luyện trở lại, không phải như là cái người cư sĩ bên ngoài. Tại vì một cái điều nó khác như thế này nè, cái người xuất gia đó là có thể chúng ta nói vui là làm dâu trăm họ đó, là cái người sống nương nhờ vào cái sự hộ độ của người cư sĩ. Thì cái người cư sĩ đó, họ có quyền, nói chung là họ có quyền để mà nhận xét ông sư. Có nhiều người mặc dù không cúng, không lo hộ độ ngày nào hết, nhưng mà giận họ, họ vẫn có quyền để mà họ nhận định, để mà họ nhìn ông sư với cặp mắt dò xét. Thí dụ như là mình đi ra ngoài đường, chỉ cần nói to tiếng thôi, cười hô hố, cười vui vẻ, đi nghiêng đi ngã thôi, thì cái người mà không biết đạo, cái người mà không phải là Phật tử, cái người mà không phải là cư sĩ, họ liền có những cái lời chê bai, quý vị thấy. Còn cái người cư sĩ ngoài rất là bình thường cái chuyện đó, ai nói năng gì hết. Giống như bây giờ mà có các chùa, có các sư mà lái xe được đó, quý vị, chiếc xe thì nó di chuyển trên đường nó với cái tốc độ cho phép của luật giao thông, nhưng mà cái người xuất gia mà cầm cái xe mà chạy với cái tốc độ đó, đó thì tự nhiên người ta cũng chê mình đó. Còn cái người cư sĩ ở ngoài người ta chạy hơn nữa, người ta cũng không dám nói nữa. Nhưng mà cái người tự nhiên cạo cái đầu, mặc cái y mà chạy tốc độ như vậy, với cái hình thức như vậy, tự nhiên người ta cũng chê mình, có muôn ngàn lý do để người ta chê hết. Cho nên là một người tu sĩ đó, nó có những cái thử thách về cái tâm tu, về cái gọi là những cái phiền não tự nội tâm.
và cũng cần phải rèn luyện rất là nhiều về cái gọi là quan nghi tế hạnh. Và thật sự ra cái quan nghi tế hạnh này á, sẵn đây cái quan nghi tế hạnh ở trong cái người tu cần rèn luyện, còn có người cư sĩ thì rèn luyện cái gì, có phải là quan nghi tế hạnh hay không? Thật sự ra người cư sĩ cũng cần rèn luyện cái quan nghi tế hạnh, nhưng mà sử dụng với một cái từ khác. Và cái điều này rất là lưu ý cho những em học sinh bây giờ, tại vì ba ông bà cha mẹ thường bây giờ là không có nhiều thời gian để mà theo sát những em bé. Cái quan nghi tế hạnh của cái người cư sĩ đó là cái phép lịch sự. Cái điều này nói thì không có thừa, ông bà cha mẹ bây giờ đó giữ con cái, giữ cháu bằng cách đó là cho xem tivi, cho xem iPad, điện thoại, máy tính. Thì cái việc giữ cho đứa bé nó không quậy, nó không la hét, nhưng mà cái tai hại nó rất là lớn, bởi vì làm cho nó một cách là thụ động óc và cái rủi ro về bệnh tật rất là cao. Còn cái việc mà ông bà cha mẹ bây giờ ít có quan tâm đó là dạy cho con em về cái phép lịch sự, phải nói là thiếu, thiếu rất là thiếu. Hồi trước Tịnh Đạt có đi học ở bên ngoài, trường ngoài đó, trường của phổ thông đó, thì có một ông thầy ông phân tích một cái điều mà nhiều khi mình thấy ngoài đường mình không có chú ý. Ông thầy đó ông đi ngang những cái giao lộ của các con đường đó hoặc là các bụng binh đó, thì thấy nhà nước họ treo một cái bảng băng gôn, đó là hãy biết cảm ơn khi người khác giúp đỡ. Quý vị thấy đó, đi chính bản thân Tịnh Đạt cũng nhìn thấy cái bảng đó, nghĩ đó, cũng là một cái câu băng gôn khẩu hiệu hay. Nhưng mà ông thầy đó không có ý kiến đến này. Cái xã hội gì mà nó tệ đến mức mà đến nỗi cảm ơn cũng chắc nữa. Hãy biết cảm ơn khi được người giúp đỡ. Ông chê cái xã hội gì đâu mà tệ đến mức mà cảm ơn cũng phải nhắc nữa. Cái điều này nó một cái điều mà nó làm cho chúng ta thức tỉnh đó là những em bé đó, những người tương lai sau này đó bị lệ thuộc về máy móc nhiều quá đó, nó sẽ bị bớt đi cái gọi là cái căn bản đạo đức. Cái phép lịch sự đó là cái căn bản đạo đức về cái việc đó là không gây khó chịu cho người kế bên. Cái việc đó là ngay cả cái việc mà ở trong chung cùng gia đình, thí dụ muốn mở một cái tivi nhưng mà ông bà đang xem sách báo, thì cũng phải biết dạy đó là giảm bớt cái volume xuống. Và khi mà ăn, trong bàn ăn cũng biết phải mời ông bà. Rồi khi đi ngủ thì ông bà ngủ thì ngủ sớm, thì phải học bài hay là đọc sách thì cũng phải tìm cái ánh sáng chỗ nào tránh cái chỗ mà ông bà ngủ, và bớt gây tiếng ồn. Cái những cái điều đó rất là bình thường đó quý vị, nhưng mà nó bình thường quá cho nên chúng ta không có xem thường. Cho nên những cái em bé bây giờ đó họ không có biết những cái phép lịch sự đó, và khi lớn lên đó, những cái hành động đó nó rất là vô tư, nó không biết đó là cái lịch sự, cho nên nó không biết là đó là cần nên làm. Ngay cả mà sống ở trong tập thể đó cũng phải được dạy đó là khi mà mình phơi đồ đó, đó mình cũng phải là phơi cho khéo, không có để cái đồ ướt của mình đó, nó làm ướt khô của người khác kế bên, vân vân. Hay là vào nhà mà thấy người ta để cái tấm chải chân, lau chân cửa đó, thì phải biết cởi dép, cởi giày. Nó rất là bình thường, nhưng mà cái điều này đó nó rất là quan trọng để hình thành một cái người
có cái phép lịch sự. Quý vị thấy là những cái em bé mà được ông bà cha mẹ quan tâm đúng mức đó, rất là ngoan. Mà ngoan ở đây không phải là ngoan là kêu gì làm nấy, mà ngoan ở đây là rất là lễ phép và biết cách lịch sự. Nhờ phải nói là biết cách lịch sự. Quay lại thì cái đời tu nó có nhiều cái được Đức Phật ngày rất là kỹ, nhất là trong 75 ưng học pháp. Ngài dạy là từ cái cách mặc y, từ cách mà đi ở trong xóm làng, ngồi ở trong chùa, ngồi ở trong xóm làng. Ngài chỉ cho cái cách mà đi khất thực, Ngài chỉ cho cái cách đó là ăn ở trong bát, Ngài chỉ cho cái cách đó là tắm rửa, khạc nhổ, ngay cả, xin lỗi chứ, ngay cả cái việc mà đi vệ sinh Ngài cũng chỉ nữa. Ngài chỉ rất là tận tình. Mà cái đó trong đạo thì gọi là oai nghi tế hạnh, nhưng mà thật sự ra mình nói cho bình thường đó là cái phép lịch sự. Dạ, cái phép lịch sự. Khi mà vào trong cái hội chúng họp hội hay là thuyết pháp đó, cái phép lịch sự là gì? Phải tắt chuông điện thoại. Dạ. Mà bạn ngay cả người lớn chúng ta có đôi khi chúng ta cũng không để ý cái điều đó, thì làm sao mà chúng ta nhớ để mà dạy cho mấy đứa bé. Thì cái oai nghi tế hạnh ở trong đạo thì cái phép lịch sự ở ngoài nó cũng cần rèn luyện nhiều và cần thiết như vậy đó. Nha. Thì sẵn đây, tại vì Tịnh Đạt có hướng dẫn những cái lớp Asoka, những cái lớp thiếu nhi ở chùa với lại ở trên chùa ở trên Bình Long đó, thì phải nói rằng các em không phải là các em sai, mà là do các em không có ý thức được cái điều đó và không có người chỉ, cho nên các em rất vô tư, và cái điều đó là đáng ngại đối với quý vị, đáng ngại. Bởi vì mình có thể mình cho một đứa bé một cái miếng ăn ngon, khỏe mạnh, một cái bộ đồ tốt đẹp để mà đi khoe về, nhưng mà mình không có thể nào mình cho đứa bé được cái đạo đức được. Tập cho nó rèn luyện thôi, tự nó phải rèn luyện. Và chính cái người ở trong chùa cũng phải, cái người tu sĩ cũng phải tự mình rèn luyện. Cái sự hướng dẫn của thầy, cái sự giúp đỡ của bạn, đó là cái hỗ trợ. Có quan trọng nhất là phải tự mình cất bước mà đi, tự mình hãy học lấy bài học cho chính mình. Thì đối với cái bài học ngày hôm nay đó, Tịnh Đạt cũng có chuẩn bị một cái bài kinh ở trong Trung Bộ Kinh, nói về cái khó khăn hay là cái thử thách đúng hơn cho một cái người xuất gia, nhưng mà cũng không có nhiều thời gian. Thì để kết thúc cái bài học ngày hôm nay đó, thì Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ một cái kỷ niệm, cũng như là một cái sư phụ giống như Ngài Nangala. Khi mà có cái những cái thử thách thì Ngài đi đến gốc cây, nơi mà có cái cài cái vừa để mà tự mình sách tấn lấy mình đó. Thì Tịnh Đạt cũng có một cái câu, lúc đó cũng không nhớ là đọc ở đâu nữa, chỉ nhớ là đọc ở đâu đó những cái tích truyện của những cái vị trưởng lão được viết thành những quyển sách nhỏ đó. Lúc mới tu thì thích đọc những cái quyển đó, thì có đọc một cái giai thoại lúc mà hình như là cái giai thoại của ngài Nanh Đá, khi mà đi tu mà nhớ cô vợ ở nhà, thì ngài Ananda có khuyên, và khuyên với một cái bài thơ được viết lại. Thì ở đây là cái câu chuyện được viết thôi chứ không phải là trong kinh điển. Thì nó như vậy nè. cũng coi như là sư phụ, giống như một cái bài sư phụ giống như ngài Na Na Đá. Yêu trong đời là tình yêu sân khấu, màn buông sông son phấn có gì đâu. Này sư đệ, đừng để lòng phóng túng, hãy gom tâm niệm tưởng biết mình thôi. Khi mê sắc tưởng đời tu vô dụng, tịnh tâm rồi hạnh phúc thấy mọi nơi. Dạ, thì đó là kết thúc cái bài sư phụ của Tịnh Đạt. Lúc nhỏ thưa quý vị, cái bài này
phải nói là một cái bài đọc câu chuyện đó qua một đến hai lần thôi thì Tịnh Đạt lại nhớ nhớ trọn vẹn cái bài này. Và thỉnh thoảng đó, phải nói là thỉnh thoảng nó giúp cho Tịnh Đạt lấy lại cái cân bằng rất rất là nhiều luôn, không phải là thường xuyên nhưng mà thỉnh thoảng, thỉnh thoảng những cái lúc mà đi học phổ thông nè, có những cái lúc mà vui chơi bạn bè nè, rồi những cái lúc mà phải nói là tâm tu của mình nó xui lụt đó, nó lui sụp đó, thì tự nhiên cái trong đầu xuất hiện cái bài thơ này, và khi mình đọc xong cái tự nhiên thấy mình ấy nó giống như nó nhẹ hết bao nhiêu cái mà mình đam mê theo đuổi, bao nhiêu cái mà nó cám dỗ thử thách đó. Yêu trong đời là tình yêu sân khấu, màn buông sông son phấn có gì đâu. Khi mê sắc, này sư đệ đừng để lòng phóng túng, hãy gom tâm niệm tưởng biết mình thôi. Khi mê sắc tưởng đời tu vô dụng, tịnh tâm rồi hạnh phúc thấy mọi nơi. Tịnh Đạt cũng xin kết thúc cái bài chia sẻ, bài học ngày hôm nay liên quan đến câu kệ Ngôn Pháp Cú số 379, tích truyện của Ngài Nangalaputta. Ngài là một người, một vị trưởng lão đã chứng đắc được đạo A-la-hán do cái sự tinh tấn, và nhất là cái điều đặc biệt đó là tự Ngài sách tấn lấy Ngài khi mà có những cái thử thách về cám dỗ của ngũ dục, và Ngài tìm đến những cái món đồ thân quen, thân thuộc để mà Ngài tìm cách sách tấn. Và mong rằng tất cả chúng ta, chúng ta sẽ tìm cho mình một ông sư phụ, một ông sư phụ có thể sách tấn, dựa vào đó chúng ta tự sách tấn, tự nhắc nhở và động viên tinh thần cho những lúc mà chúng ta cảm thấy tâm tu hay là cái việc mà hướng thiện chúng ta bị lui sụp, thì hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có một cái vị, một cái ông sư phụ linh nghiệm cho những cái lúc mà không biết nương tựa đến ai. Thì Tịnh Đạt cũng xin kết thúc cái bài chia sẻ ở đây. Kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị chúng ta luôn luôn có cái đường sự an lành ở trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính mời cô MC Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Này. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho đông chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến sư. บวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวะตัสสัพพะพุทธานุภาเวนะสดาสติภวันตุเตบวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวะตัสสัพพะธัมมานุภาเวนะสดาสติภวันตุเต Tất cả anh phụ hoàng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lại thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm giác hồi hướng. Dạ, dạ đề quá ta san ti quy ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu bu chi ta so thiên ga ron te tha vi ha ra mang đa le
Thế ra cha mát cha na hoa ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa quan tu tê cha la mu cha ye pi cha an đa sam pa hoa sam se đa cha ta ra vô Papatika Niyani Kang Thammawa Rang Patit Chate Sappe Pi Dukha Sakharantu Sankhayati Rang Samo Matyapula Sankho Ho Tu Makko Wa Athaya Chahita Chah Âm hệ ra khăn tu sẵn mô Sắp bề bi thầm ma chà ri nô Vô thêm sẵn pháp giả má Thầm ma ri yáp ba quê đi tê. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe. Kính mời quý Phật tử ngày mai.